Trong ngày hôm nay, giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Bộ vẫn hoạt động mạnh, liên tục duy trì một lượng ẩm lớn. Vì thế hôm nay cả Bắc Bộ vẫn có mưa rông trên diện rộng, vẫn sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to, nhất là trong buổi sáng cũng như là thời điểm chiều tối và đêm nay. Do vẫn còn mưa nhiều nên trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Thao, sông Lục Nam, sông Hoàng Long, sông Bưởi, sông Mã tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức trên báo động 1. Sông Hoàng Long tại Bến Đề trên mức báo động 3. Sông Lục Nam tại Lục Nam xấp xỉ mức báo động 3. Từ nay cho đến ngày 10 tháng 9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên mức báo động 3. Đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương lên mức báo động 1. Sông Bưởi, trung thượng lưu sông Mã, Thanh Hóa lên mức báo động 2 đến báo động 3. Hạ lưu sông Mã tại Lý Nhân lên mức trên báo động 1. Còn về nền nhiệt, dự báo nhiệt độ cả ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ đều không vượt quá ngưỡng 31 độ, trời mát. Đối với các tỉnh thành miền Trung thì hai tỉnh ở phía Bắc là Thanh Hóa và Nghệ An cũng chịu ảnh hưởng yếu của giải hội tụ nhiệt đới nên trong ngày hôm nay vẫn có mưa, mưa rào ngắt quãng trong ngày. Nhiệt độ ở khu vực này trong ngày hôm nay duy trì ở mức 31 đến 33 độ. Phần còn lại của miền Trung là các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận hôm nay cũng có mưa rào và dông ở một vài nơi về chiều và tối. Trong ngày thì trời có nắng gián đoạn. Nhiệt độ ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế là từ 32 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ dao động từ 34 đến 36 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam không còn hoạt động mạnh, xu hướng giảm mưa đang diễn ra ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo trong chiều và tối nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều chỉ có mưa rào và dông ở diện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Còn trong ngày thì trời phổ biến tạnh ráo và có nắng. Nhiệt độ trong ngày hôm nay vì thế tăng rõ. Các tỉnh Tây Nguyên nhiệt độ sẽ từ 28 đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ là từ 32 đến 34 độ. Trên biển, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, thời tiết chuyển tốt nhanh, gió chuyển hướng Đông Nam rồi ngày mai chuyển hướng Đông Bắc với cường độ chỉ ở mức cấp 4 đến cấp 5, mưa dông vẫn xuất hiện với diện rải rác. Còn ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.